Please. Này mọi người, hôm nay ấy thử đi nó. Ha ha.
không? Chị ơi, có bị ảnh hưởng chưa? Bảo kê rồi đúng không? Bảo kê chưa? Bảo kê chưa? Bảo kê chết đi. Có thể anh Mạch cần phải ra điều phối xe máy không? Đấy. Hả? Nhưng hôm nay là ấy, các đội tuyển đang đi bão, em hiểu chưa? Thôi chết mẹ. Để đi xa vào này, thật sự. Bạn nghe nói là hôm nay là Việt Nam thắng Malaysia và có khả năng sẽ có những đội nhỏ tự phát đua trên bờ hồ đấy, và lực lượng công an rất dày đặc luôn. Không biết là hôm nay sẽ có những trận đua nào mà sẽ bị bắt bởi các anh cơ động giám sát giao thông các bạn nhé. Và trên mình là ô rồi, những đội viên nó rất là hội gần, và xa xa kia là một em áo rất đẹp luôn. Có hết đua đấy. Đâu rồi đấy. Wow. À, bóng hồng. Úi xời. Quá đẹp luôn. Sexy chưa? Tám mươi là Excel. Cầm thế sẽ rơi đấy. Cầm qua cổ rồi. Cổ rộng hơn.